Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tuổi già không phải là giai đoạn của cô đơn và buồn chán, bởi rất nhiều người cao tuổi đã tìm thấy niềm vui và ý nghĩa qua các hoạt động như sáng tác văn thơ và tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Những sáng tác của họ hay những ca khúc họ hát đều thể hiện tình yêu với quê hương, gia đình và sự suy tư về cuộc đời. Tham gia các hoạt động này, người cao tuổi có thêm thú vui tao nhã, gắn kết bạn bè và cũng là cách để lắng đọng, sẻ chia cảm xúc với mọi người, góp phần làm cho cuộc sống thêm phong phú. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình tìm lại niềm vui và ý nghĩa cuộc sống qua câu chuyện thú vị từ những con người đặc biệt ở tuổi xưa nay hiếm. Ông Vũ Đình Toàn có cuộc sống bình dị của một nhà giáo đã gắn bó với nghề dạy học suốt 40 năm. Nhiều thế hệ học sinh chuyên văn Thái Nguyên đến hôm nay vẫn còn nhớ mãi những bài giảng tâm huyết và đầy xúc động của thầy Toàn. Trong nghề giáo, ông vẫn còn bao hồi tưởng, ngẫm ngợi. Sáng vừa giảng niềm tin, chiều đã nghe nói dối. Sáng thành thật hết mình, chiều giấu đầu trong bụi. Tiết giảng luôn trong veo, đời lập lờ sáng tối. Ở tuổi 87, nhà giáo ưu tú, người làm thơ Vũ Đình Toàn vẫn cầm bút, vẫn trăn trở với những dòng thơ dâng đời. Đến với thơ từ những ngày còn đi học và từng là người sáng lập ra câu lạc bộ thơ sông Cầu ở thành phố Thái Nguyên, Vũ Đình Toàn hay tự vấn khi nói về những nghịch lý. Đó là kết quả của một tâm hồn chưa bao giờ ngừng yêu thương, chưa bao giờ hết nhiệt huyết với cuộc đời. Những cái nhận thức mới, nó theo thời gian, nó có cái sự khác biệt. Thì có nhiều cái bài thơ, gọi là bài thơ vui hơn. Giữa đôi bờ thế kỷ, sông đời cuồn cuộn trôi, cánh buồm thơ nghiêng ngả, bên lở lại bên bồi. Điều tôi gửi gắm trong đó thì cũng rất đơn giản thôi. Đấy. Là muốn nói lên là cuộc sống thì nó trôi ào ạt như thế. Nó biến đổi rất nhanh, đất nước mình biến đổi rất nhanh. Đấy. Từng ngày một, cánh buồm thơ nó không thể đứng yên được. Cái mới sẽ ngày càng lớn mạnh. Bằng lối viết khỏe khoắn, táo bạo và mang nặng tính suy tưởng và triết luận sâu xa, người làm thơ Vũ Đình Toàn luôn gói gọn niềm thơ của một người thơ đủ chín, đủ cô đơn để lắng đọng và thăng hoa khi viết về mình, về người, về thế cuộc. Nghiêm cẩn trong sáng tác, đến nay người làm thơ Vũ Đình Toàn mới chỉ ra mắt 2 tập thơ và nhiều bản dịch thơ nước ngoài đạt giải. Với ông, dù tuổi tác ốm đau hay gặp những khó khăn trong cuộc sống, thì con người luôn cần nhìn về hướng tích cực. Và thơ chính là nơi ông muốn truyền cảm hứng cho học trò xưa và các bạn thơ tri âm tri kỷ của mình, nghiệm sinh sâu sắc những quy luật của cuộc sống. Tôi cảm thấy trong tâm hồn thì nói là bảo là trẻ như là thời thanh niên thì không có. Thế tuy nhiên là cũng không thấy là nó bị cằn cỗi gì cả. Ví dụ như bài thơ là những cái hình ảnh về cái mùa xuân, một cái ngày Tết, bánh chưng bờ đậu gà siêu thị, mai vàng bung tỏa nắng phương Nam. Thì những cái nét đó là không phải là Tết miền Bắc nhé. Bây giờ người ta có thể mua bánh chưng siêu thị, đấy, mua gà siêu thị, mua bánh chưng ở bờ đậu, tức là những cái thì cái đó cũng là một cái nét mới đấy, mà nhìn thấy ở trong cuộc sống. Ở tuổi 91, khi nhiều người đã nghĩ rằng thời gian đã sắp ngừng lại, nhà thơ Trần Cầu lại ra mắt tập thơ đầu tiên của cuộc đời mình. Có người bảo ông là muộn màng, nhưng với ông, sáng tác không bao giờ làm quá muộn. Với niềm đam mê sáng tạo là động lực giúp ông vượt qua mọi giới hạn của tuổi tác. Thơ của ông khá đa dạng với cảm hứng phong phú về các chủ đề khác nhau như Đảng, Bác Hồ, cách mạng, về cuộc đời quân ngũ của một cựu chiến binh. Và mảng thơ chiếm số lượng áp đảo trong thơ Trần Cầu là cảm hứng về xứ sở, đó là Hưng Yên quê gốc, là Thái Nguyên, quê hương thứ hai của ông. Thái Nguyên nó gắn bó với tôi từ thời tôi còn trẻ. Tôi có may mắn là được ở trong ATK 3 năm, xong rồi từ Đồng Thịnh tôi tập ở xã Đồng Thịnh trong ATK đấy, rồi tôi đi Điện Biên tôi về. Về thì tôi lại đóng ở Cổ Huê Ngạc ở chỗ Đại Từ. Thế giờ tôi mới đi học. Về xuôi, để xuôi học xong 3 năm tôi lại quay lại đây. Cái cảm xúc nhất đối với tôi tức là một cái sự trào dâng lên vì mình đã sống ở đấy suốt một cái thời kháng chiến chống Pháp là ở Thái Nguyên. Cho nên nó rất sâu sắc những ấn tượng, còn hơn cả cả cái phố hiến quê tôi cơ. Các bác ấy đến cái tuổi này
mà vẫn có thơ mà lại có thơ hay, thì đấy là một cái điều rất đáng mừng cho chính các bác và bạn bè và với các bạn đọc. Tại Thái Nguyên, bên cạnh niềm đam mê thơ ca của người cao tuổi trong các câu lạc bộ thơ, tinh thần văn hóa nghệ thuật của họ còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc, trong đó có câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai là một ví dụ điển hình. Việc hát cho nhau nghe và sinh hoạt âm nhạc thường kỳ trong các tháng rất quan trọng, bởi ở đó chúng tôi được kết nối, được hiểu nhau, được giao lưu, được học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là được thúc đẩy những tình cảm tốt đẹp để giúp chúng tôi có động lực công tác, phấn đấu cũng như là hoàn thành các nhiệm vụ. Là câu lạc bộ âm nhạc xưa Sao Mai có hình thức sinh hoạt đa dạng là hát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và hát giao lưu trực tiếp. Để chuẩn bị cho các buổi giao lưu có chất lượng, ngoài chuẩn bị các ca khúc hay, các thành viên luôn trao đổi, trang bị tốt cho phần âm thanh, ánh sáng và cả trang phục phù hợp. Có thể nói những hình thức sinh hoạt âm nhạc này đã mở ra một không gian mới cho những người trung và cao tuổi yêu âm nhạc, thu hút hàng nghìn người tham gia giao lưu. Chỉ cần có thiết bị hát karaoke với đủ loại tính năng đã giúp niềm vui ca hát của những người có tuổi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai là nơi các cô chú, ông bà không chỉ gặp gỡ nhau để ôn lại những ca khúc trữ tình vang bóng một thời, mà còn duy trì niềm vui, lạc quan trong cuộc sống. Ở câu lạc bộ, các thành viên trung và cao tuổi không chỉ hát, giao lưu văn nghệ, mà còn tham gia các hoạt động từ thiện, kỷ niệm những ngày thành lập câu lạc bộ đầy ý nghĩa. Âm nhạc đến với những người cao tuổi rất có ý nghĩa, vui vẻ, khỏe mạnh và coi như là niềm đam mê đến với mọi người sẽ được chia sẻ cho tất cả những người cao tuổi như chúng tôi cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Điểm thứ nhất là trong câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai đó là cái chương trình tổ chức sinh nhật câu lạc bộ hàng năm. Bởi vì ngày sinh nhật câu lạc bộ hàng năm thì đã thu hút được rất nhiều các thành viên ở các tỉnh khác xa xôi cũng đã trở về Thái Nguyên để chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu và được trình diễn những tiết mục mà chúng tôi rất là yêu thích. Vì có nhiều hình thức sinh hoạt, câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai cũng luôn chú ý tuân thủ các quy định của nhà mạng và các quy định do nhà nước đề ra. Trong đó, câu lạc bộ có những tiêu chí và quy định hoạt động cụ thể tùy theo tính chất riêng. Mỗi tháng câu lạc bộ đều có chủ đề như hướng về các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm của đất nước để các nhóm sưu tầm các ca khúc phù hợp để lên sóng. Các bản phối karaoke, các thể loại nhạc đều có trên mạng, vì thế rất thuận lợi cho sân chơi đại chúng này. Kinh phí hoạt động và gặp mặt của câu lạc bộ đều do các thành viên đóng góp hoặc những mạnh thường quân tài trợ. Sau 6 năm hoạt động, hiện tại câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai có gần 10.000 thành viên và có từ 300 đến 500 thành viên thường xuyên tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Ngoài việc lên sóng online giờ vàng trên trang câu lạc bộ, thì câu lạc bộ còn khuyến khích rất nhiều các hoạt động thực tế để nâng cao sức khỏe, nâng cao thể chất như nhảy dân vũ, khiêu vũ và nhảy Sudan, giúp cho các thành viên trung và cao tuổi thêm sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tuổi già không hề buồn nếu mỗi người có tuổi biết tìm niềm vui, sống hết mình với đam mê và cống hiến. Những người như thầy giáo Vũ Đình Toàn, nhà thơ Trần Cầu và những thành viên câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai chính là minh chứng sống động rằng tuổi tác chỉ là con số. Tình yêu thơ ca, âm nhạc được duy trì sôi nổi qua nhiều năm trong các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ văn nghệ ở Thái Nguyên đã và đang giúp cho những người già trên hành trình đi về năm tháng bên kia chuyển dốc cuộc đời luôn có tâm hồn trẻ mãi. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phóng sự chuyên đề của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.